Xin chào mọi người nhá. Chào mừng mọi người quay trở lại với cả video tiếp theo của kênh Đào Vào Tờ mọi người nhá. Đó thì hôm nay mình lại ở nhà nữa thì là mình sẽ làm một cái video liên quan về cái bẹ cây lá chuối nữa nha mọi người nhá. Đó thì hôm nay mình sẽ làm một cái thuyền lá chuối đi, thuyền chạy bằng cái động cơ dây lịt này mọi người này. Đó. Ok thì bây giờ mình sẽ đi tìm cái bẹ chuối nhá mọi người nhá. Chúng ta tìm cái bẹ chuối càng to càng tốt và cái nào càng thẳng càng tốt nhá mọi người nhá. Đó thì chúng ta cần chuẩn bị dây lịt cho mình và một vài cái tăm nhọn thôi. Ở đây thì mình đã có hai cái chân vịt này mọi người này. Để chúng ta làm cái thuyền đấy thì cái chân vịt này nó làm bằng nhựa nhá mọi người nhá. Nếu mà mọi người không có, mọi người có thể là cắt được ở từ những cái chai nhựa vứt đi nhá mọi người nhá. Đây. Đây này mọi người này. Đó, ví dụ lấy cái này này. Nhưng mà cái này nó hơi bé. Ok, mình đã chọn được cái tàu lá chuối rất chi là to rồi nhá mọi người nhá. Đây, mình sẽ róc hết cái lá ra. Đây, mình sẽ lấy cái phần này của nó nhá. Đây, chúng ta sẽ róc hết, chúng ta làm sao chọn cho nó gần như bằng nhau nha mọi người này. Đó, mọi người làm cẩn thận nhá. Mình đổ máu ở đây này. Độc xẻ mấy cái tàu lá chuối thôi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái điểm giữa nhá. Chúng ta sẽ cắt chéo nó. Mọi người cắt từ từ thôi, không là nó bị đứt mất nhá. Đó, chúng ta sẽ gập nó lại. Đây, gập nó như này nhá. Đó. À, hai đầu này cho chúng ta cho bằng nhau nha mọi người nhá. Cho hai cái đầu bằng nhau này. Đó. À, đây là một cái hình chữ A. Đó, ok. Thì mọi người cần chuẩn bị cho mình hai cái tăm nhọn hoặc là cái que nhọn này nhá. Đó, chúng ta sẽ cắm nó chéo sang nhau. Đây mọi người, nó như này và chúng ta sẽ để một cái dây lịt vào trong giữa nhá mọi người nhá. Đây mọi người này, tay mình rất chi là nhiều luôn. Rất chi là chắc mọi người ạ. Rồi, và bên này cũng vậy, bên này chúng ta cũng chọn đúng cái điểm đấy nhá mọi người nhá. Đó, và chúng ta cho cái đầu nịt này vào trong đây. Đây, chúng ta cho nịt vào trong nhá. Ở đó, đây là được một cái động cơ bằng nịt ở đây. Đây mọi người. Đây, mình sẽ cắt nó vợi đi một chút nhá. Cắt nó vợi đi. Ok, và mình đã chuẩn bị cái chân vịt đây mọi người. Chúng ta chỉ cần cho cái chân vịt này vào và chúng ta quay lại như này thôi. Đó. Đây mọi người, bà ao rất chi là trơn nhá. Với cả mấy hôm vừa rồi là kiểu như cho cá ăn đấy. Nên là rất chi là bèo còn thừa này. Đó. Đây, mình phải khởi cái bèo ra để chạy cái động cơ này nhá mọi người nhá. À. Là nó chạy nhanh hay chạy chậm là còn do cái dây lịt này của chúng ta đấy nhé mọi người nhé. Đó, chúng ta quấn nhiều vòng thì là nó sẽ chạy nhanh nhé mọi người nhé. Đây, mình sẽ thử thả nó ra tiếp nha. Đấy. Mọi người nhìn giống như con ếch. Thì thực ra là nó do cái vòng nịt kia của các bạn kìa. Đấy, các bạn nhìn thấy không, các bạn nhìn thấy cái nhựa không, cái vòng nịt của chúng ta mà cuốn càng nhiều vòng ấy thì là nó chạy càng nhanh nhé mọi người nhé. Ok, thì thực ra ngày xưa ví dụ như là anh em tôi đấy ở quê đấy là kiểu như là không có đồ chơi đâu, toàn bỏ ra chơi mấy cái trò linh tinh như này thôi. Thực ra là ngày xưa là hay mấy thằng chơi với nhau ấy, là hay làm cái bẹ chuối này, xong là một có mấy cái lịt thôi mà bắt đầu là kiểu như là đua ấy, đua ở các dãy mương ấy chứ không được như các bạn như bây giờ. Ok, thì mọi người xem được cái video của tôi thì cho tôi một like, một đăng ký nhé và chia sẻ video giúp mình để